Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta làm cái này. Đầu tiên chúng ta bỏ nhiễu, nào for giới từ chúng ta bỏ đến đây, of giới từ chúng ta bỏ đến đây, of tiếp giới từ chúng ta bỏ đến đây. Rồi, xong, bỏ nhiễu. Bước thứ hai là chúng ta tìm verb, verb thứ, ở đây thì chúng ta có từ y chính là verb, nếu thế thì gạch chân đằng sau, verb nào, chúng ta có s cộng với verb gạch, nó thiếu gì? Thiếu thứ nhất là danh từ cụm, danh từ, và cái thứ hai là một mệnh đề danh từ. Nào, các bạn nhìn thấy là bốn đáp án thì chúng ta không có danh từ và cụm danh từ đâu cả. Vậy chỉ có thể là một mệnh đề danh từ rồi. Chúng ta chọn phương án, phương A. Thì đây chính là mệnh đề danh từ với that. Nào, s cộng với verb. Rồi sau đó là mệnh đề danh từ với that. Sau that là một s cộng verb o. Thì mệnh đề danh từ với that thì chỉ có chức năng, hầu như là nó chỉ có chức năng làm tân ngữ động cơ rồi. Thì đây chính là tân ngữ của cái verb này. Toàn bộ cái này nó chính là tân ngữ. Đó. Thì các phần khác thì các bạn thấy là sau that là to verb o không có. Đối với mệnh đề danh từ với that thì sau that phải là một s verb o. Còn đối với câu phần C thì các bạn thấy là, và phần D nữa thì đây chỉ có thể là cấu trúc là để trong tiếng Anh, và thứ hai đây là cấu trúc là s cộng với to be cộng verb o. Nhưng đây này các bạn này, nó chỉ có sự hợp khiệu chỗ này. Đó. Ân chính là một mạo từ, mà chúng ta có một kiến thức là đằng trước mạo từ, đằng trước mạo từ nó phải là một động từ hoặc là một giới từ. Nhưng đây lại bắt đầu bằng từ if, nó là đại từ làm chủ ngữ và đại từ làm tân ngữ, vì nên sai.